Xin chào tất cả mọi người, mình là Eddie đến từ chuyên mục Audio Tinh Tế. Hôm nay trên tay mình là Marshall Stockwell 2 và Marshall Cuban 2, hai cái phiên bản nâng cấp của dòng loa di động mà Marshall ra mắt vào cuối năm 2019. Thì mình đã có một thời gian mình sử dụng Stockwell 1, cho nên là hôm nay mình sẽ giới thiệu cho anh em những cái thay đổi mà Marshall đã mang đến cho Cuban 2 và Stockwell 2. Đầu tiên là về thiết kế thì anh em có thể thấy là Stockwell 2 có lẽ là cái loa nó có cái thay đổi lớn nhất, bởi vì kích thước của nó đã nhỏ gọn và nó tối ưu hơn là Stockwell 1 khá là nhiều. Tuy nhiên, nhỏ gọn nhưng mà không có nghĩa là nó nhẹ hay là nó ọp ẹp hơn đâu. Thực tế là cái con Stockwell 2 này nó rất là nặng, cầm rất là chắc chắn và rất là đầm tay. Anh em có thể thấy là cái chất lượng hoàn thiện của Stockwell 2 rất là tốt. Và ở xung quanh Stockwell 2 này thì chúng ta sẽ có cái chất liệu là silicone giả da, rất là sang trọng. Và nó không bám bụi bẩn, không bám vân tay nhiều. Nếu như mà nó bám bụi bẩn thì anh em chỉ cần dùng khăn lau sạch là xong. Ok, cái thứ hai là cái white sách này ở trên Stockwell 2 thì Marshall họ để sẵn cái white này ở trong hộp luôn. Anh em mở ra và anh em gắn nó vô loa là chúng ta có thể cầm sách như thế này. Không có giống như là Stockwell 1 ha, có cái phụ kiện bao da anh em phải mua ngoài, nó khá là rườm rà, khá là phức tạp. Thì cái ngôn ngữ thiết kế mới, cái ngôn ngữ thiết kế lần này của Stockwell 2, Marshall họ cũng ngụ ý rằng đó là cái con Stockwell 2 này là để dành cho anh em mang ra ngoài, mang đi dã ngoại ngoài trời bất chấp thời tiết mưa gió bão bùng. Bởi vì Stockwell 2 nó sẽ đạt cái chuẩn chống nước IPX4, nó có thể chịu được mưa nhẹ nè, hoặc là nếu như anh em làm rơi xuống vũng nước thì sẽ không có vấn đề gì cả. Và thực ra là cái trải nghiệm thực tế của mình khi mà xài con Cuban 2 với lại Stockwell 2 thì mình thấy là cả hai nó rất là chắc chắn, nó rất là cứng cáp. Nếu như mà mình lỡ làm rơi hoặc là mình làm đụng vào trên bàn nên là thì mình sợ là cái bàn nó sẽ bể trước cái loa luôn. Thứ hai là về tính năng thì ở trên Stockwell 2 cũng đã được nâng cấp cái bộ điều khiển ở đây cho tương đồng với lại Cuban 2. Chúng ta sẽ có một nút để kết nối Bluetooth và ba nấm vặn tương ứng cho volume, bass và treble. Ngoài ra thì chúng ta cũng sẽ có một cái đèn báo hiển thị pin này nè, với các cái thang từ 1 cho tới 10 luôn, cho nên là rất là trực quan. Khi mà anh em nhìn vào anh em sẽ biết chính xác là ở trên Stockwell 2 hoặc là Cuban 2 cái thời lượng pin của nó là còn bao nhiêu. Rồi, ở bên hông Stockwell 2 chúng ta sẽ có hai cái cổng, một cổng USB-C và một cổng AUX 3.5mm. Cái cổng USB-C này khá là hay nè, nó làm được một chuyện mà con Cuban 2 không làm được. Có nghĩa là nó hỗ trợ cả điện đầu vào và đầu ra, cho nên là trong những trường hợp cần kíp, anh em có thể cắm Stockwell 2 ra điện thoại hoặc là máy tính bảng để mà sạc ngược cho các cái thiết bị đó. Còn ở trên Cuban 2, chúng ta chỉ có một cái cổng nguồn số 8 thôi ha. Thì cái cổng nguồn số 8 này, lợi ích của nó là nó sẽ sạc nhanh hơn Stockwell 2. Nhưng mà ngoài ra thì chúng ta sẽ không thể sạc ngược cho các cái thiết bị bên ngoài được. Rồi, ở trên Cuban 2 cũng sẽ có một cổng AUX 3.5. Cuối cùng là về chất âm thì đây là đoạn mình thốt lên là vì yêu nên cứ đâm đầu. Tại vì sao? Tại vì mình và Mod Audio Cycle đã thảo luận với nhau khá là nhiều về chất tiếng của hai cái con này. Đó là tụi mình mở nhạc electronics, tụi mình mở nhạc điện tử, nhạc pop, nhạc có tiết tấu nhanh. Thì cả hai con Cuban 2 và Stockwell 2 tiếng nó cực kỳ loạn xạ, không đâu vào đâu cả. Thì Mod Audio Cycle mới nói là ok, chúng ta cần phải nghe những cái thể loại nhạc chậm hơn chút. Chẳng hạn như là slow rock, alternative hoặc là nhạc bolero chẳng hạn. Thì mới hiện ra là hai cái con này nó có cái hiệu năng cũng rất là khá. Đó là Cuban 2 và Stockwell 2 nó sẽ nhấn nhiều vào cái dải trung âm để mà nó làm nổi bật lên cái giọng vocal, nhất là giọng vocal nam. Cái thứ hai là dải bass của cả hai con thì mặc dù nó không xuống sâu mà cũng như là đánh nó khá là lỏng, nó không có chắc tay. Nhưng mà đổi lại được một cái khá là hay, đó là nếu như mà anh em đặt một trong hai con lên trên bàn thì nó sẽ xảy ra một cái hiện tượng cộng hưởng nhẹ ở đâu đó ở low bass, và nó tạo ra một cái nền âm, một cái không gian nhạc khá là mềm mại, dễ nghe, ngọt ngào, và mình nghĩ là rất là nịnh tai đối với những đôi tai mà ở lứa tuổi trung niên chẳng hạn, thì sẽ thấy nó rất là ngọt ngào và nó rất là êm dịu. Tượng trưng lại chất tiếng của Cuban 2 và Stockwell 2 nó có một cái gì đó tương đồng với lại cái phân khúc người nghe mà Marshall họ hướng tới, đó là những người ở lứa tuổi trung niên, cũng như là cái thể loại nhạc mà chúng ta sẽ nghe ở trên hai con này, đó là cái thể loại nhạc chững chạc và nó hơi đứng tuổi một chút, giống như là thiết kế của chính hai cái con này vậy. Rồi, trước khi kết thúc video thì mình sẽ nhắc sơ qua cái thời lượng pin của hai con Stockwell và Cuban.
Thì đối với Cuban 2 nó sẽ có thời lượng pin là 25 giờ nghe nhạc liên tục, và đối với con Stockwell 2 thì là 20 giờ nghe nhạc liên tục. Do Stockwell nó sử dụng cái jack USB-C cho nên là nó sẽ có luôn cái tính năng sạc nhanh, đó là 20 phút cho 6 tiếng nghe nhạc. Và đối với Cuban 2 thì do nó sử dụng cái nguồn số 8 cho nên là cái thời lượng, cái tổng cái thời gian sạc của nó cũng rất là nhanh, chỉ khoảng 2 đến 3 giờ là full pin rồi. Ok, cả hai con này nó vừa có cái thời lượng pin tốt, vừa có thời gian sạc nhanh thì anh em không cần phải quan tâm, không cần phải lo lắng gì về chuyện pin bỏng trên hai con này hết. Nếu như trong năm 2020 này mà anh em đang tìm kiếm một cái loa di động ở phân khúc tầm trung, 8 triệu cho con Stockwell 2 và 11 triệu cho con Cuban 2, thì anh em cần phải ra ngoài trải nghiệm trực tiếp cái con này. Đợi lúc hết dịch rồi mình đi trải nghiệm ha. Nhưng mà khi mà anh em cầm trên tay cái con này thì mình thật sự nghĩ là cho dù anh em nghe tiếng nó không vô nhưng mà chắc là cũng phải hốt một con về, tại vì nó đẹp quá. Ok, nếu như mọi người thích video này thì hãy nhấn like, share và subscribe cho Audio Tinh Tế để tụi mình làm thêm những cái nội dung khác nha. Rồi, xin cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi. Hẹn mọi người trong những video lần sau.